Chị Hạnh ngồi gần lại chút xíu để tiếng nó rõ đó chị Hạnh. Dạ. 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 Thưa với chị Hiền là hôm qua chị Hiền có lên chương trình mà có đề cập đến cái việc mà kiếm người cháu tên là Lê Thanh Bình, thì em lại nhận được một cái nguồn tin của từ bên chị Hạnh đây nè, là chị Hạnh nói rằng là chị Hạnh là bà xã của anh Lê Thanh Bình. Vì vậy cho nên á, là em cũng kết nối để chúng ta tìm hiểu coi có phải cái trường hợp là cháu của chị hay không. Dạ. Rồi, vậy thì sau khi coi được cái chương trình thì chị Hạnh thấy trùng khớp ở những điểm nào, chị Hạnh nói cho bên chị Hiền biết. Con á thì thông tin á bên anh đại khái là hồi không biết á, là tại vì biết sinh về ở cô nhi viện Gò Vấp, với lại sinh năm 1975 là sinh năm cái năm mà sinh về cái gì À, đúng rồi. À. đó, với lại một cái điểm là ở cô nhi viện Gò Vấp, nhưng mà con không biết năm đó mấy tuổi vậy, là tại vì cái thông tin đó là con rất là ít, tại vì á khi mà sinh ảnh về á thì không được mấy năm sau thì mẹ nuôi lại mất. Vậy hả? Dạ, là ảnh không biết lúc đó, chắc ảnh chưa có, không biết lúc mà gì đem vô cho là không biết là mấy tuổi, nhưng mà con không biết sinh về là năm mấy luôn, nhưng mà về không biết mấy năm sau thì mẹ lại mất, mẹ nuôi lại mất, ảnh sống với ba thành ra với lại con trai nữa, với lại cũng có nhiều chuyện không tiện nói trên đây nữa đó, thành ra là con cũng không có được nhiều thông tin. Rồi cái sau này á con mới ảnh nói là ảnh lục giấy tờ ở nhà thì ảnh lấy thấy cái tờ khai á là của cô nhi viện, cái tờ khai sanh, cái tờ mà giấy cho con của cô nhi viện cho về tên là Lê Thanh Bình đó, rồi về là cha nuôi mới đặt lại tên khác đó, là ảnh được cái tờ, nhận được cái tờ giấy cho con là ở cô nhi viện cho đặt tên cho là tên Lê Thanh Bình, rồi cha mới đem về, cha mẹ mới đem về đặt tên là đợi là tên khác đó. Với trùng khớp một cái nữa là hôm đó có nhờ cái nhóm mà thử ADN tình nguyện để tìm cha mẹ nuôi ở nước ngoài á, tìm cha mẹ ruột ở nước ngoài á, thì là anh Phục, anh Lê Thanh Bình này là không có cùng cái nhóm máu của cái người lai Mỹ, mà lai cái người gì á, chứ không phải là người cha, là Người không phải là người Y Pha cha. Dạ, cha không. Nho, người Mỹ Đen, Dạ, với là con không biết trùng cái điểm này nữa không, là tại vì gì nó hồi đó là hồi còn nhỏ ảnh trắng hay là ảnh đen? đen da ngăm là đen da, Dạ. không có trắng gì mấy. Tại hồi đó là dì có nhớ là dì gửi ở bên mẹ đó, mẹ là bà chị á, Dạ. là đưa dì, là lúc cái dì ẵm được, ẵm qua bên kia dì gửi nó, Dạ. là lúc đó nó đâu có được có tuổi đó, tuổi mấy đó, thì dì Dạ. mến tay mến chân. Rồi xong rồi cái sau này giải phóng á, là ông ngoại là ba của dì Dạ. mới nói thôi con đem đi con cho đi, thờ thời giải phóng sợ đó mà, rồi Dạ. để giải phóng 75 đó mới Dạ. đem vô cho cô di viện. Như bà chị bà có nói là bà vẫn gửi kèm theo một cái giấy khai sanh, Dạ. là hiện bây giờ là bà chị bà của chị là bà mất rồi, bà chị của dì mất rồi, nhưng mà bà nói là bà vẫn còn giữ giấy khai sanh. Thì cái hồi lúc đó là cũng hay lên Tấn Vĩ nè muốn Dạ. tìm con, thì Dạ. lúc đó là gửi đó là định là cái năm mà là đưa đưa những đứa con lai đi qua nước ngoài á, là định Dạ. là tìm ở bển chứ không có nghĩ là ở đây. Nhưng mà chưa gì trơn á là bà chị bà bệnh rồi, rồi bà mất rồi, nhưng mà Dạ. có thiêu và vẫn đưa gửi ở chùa ở đây nè. Dạ, với lại thì cho con hỏi thăm á là nếu mà mẹ còn sống là hôm nay mẹ được nhiêu tuổi? Bảy mấy á, tuổi tí. Là hồi hồi xưa đó là mẹ là bà chị là bà làm ở Cam Ranh, bà làm sợ Mỹ ở ngoài Cam Ranh Dạ. Rồi rồi mẹ đó. có được mấy người con vậy? Nhiều quá, tính còn lai tới mấy người con, có con lai Mỹ cũng Mỹ trắng cũng có đó, nhưng mà hồi thời đó là bà chị bà Dạ. cho cái đứa con Mỹ trắng, nhưng mà cái đứa sau này là để nuôi, là cái đứa Mỹ là lai đen này nè là nuôi. Nhưng mà đùng cái giải phóng á, là ông già là ông ngoại á, là ba của dì á, mới nói thôi không được đâu con, đừng đừng có không có nuôi được, sợ là vô là mấy người này giết chết á. Cái bắt đầu bà chị bà sợ vậy, bà mới đem vô trong ở Gò Vấp á, cô di viện Gò Vấp, lỡ ở trong đó giống như là đưa trong đó luôn, là sau này nghĩ là đi nước ngoài chứ không có nghĩ là ở Việt Nam. Dạ thì sau này á kêu ảnh tìm á thì ảnh nói giờ cũng đâu có biết đâu đâu mà tìm, nó mênh mông quá, với lại mà phải người này cho người kia truyền tay á thì dễ tìm,
Ở trong Ừ. khu thư viện á, thì cũng như mình thấy mênh mông quá à. Cái Ừ. mà hiện bây giờ là mẹ còn được mấy người con, Giờ còn ba người con, gặp mấy trai mấy gái gì? là hai hai gái hai trai, là đầu là mẹ là có đứa con gái đầu Người con đó, gái là đứa gái đầu là nay là nó tuổi tuổi mùi đó, là xăm xăm bảy đó, là lúc đó đẻ cái người đó ra rồi bắt đầu nói chung ra dài dòng lắm, thôi mình không có cãi cái chuyện đó, nhưng mà lúc đó là mẹ là có đứa đó rồi, bắt đầu là mẹ mới buồn mới đi ra ngoài căm ranh mới đi làm dạ, ra là người chị, đó. là người chị, là người chị lớn. Chị Nhưng lớn. mà đây á, ở đây chị lên đây chị nói vậy luôn là để cho nghe luôn, là hồi đó đó là mà bà chị chú chị á, là cho cái người đó là chú Hải ở gần đó, chú Hải thím Hải, là cho một đứa đó là mày trắng. Thí dụ mà giờ lên cái chương trình này con mà có nghe được á, thì phải đúng là ba mẹ nuôi của con mà tên 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 Hải vậy á, thì con phải lên đây con tìm kiếm mẹ ruột của con là cái đứa mỹ trắng à, rồi còn sau này cái người sau này là nó là Lai Y Tho Nho, là mà là bà chị cái đó là đặt tên nó là Lê Thanh Bình, còn mà mẹ là Lê Thị Thanh, là lót tên của mẹ vô ở giữa là Thanh đó, là Thanh Bình đó. Đó là Là người bà chị chị, là người chị lớn, với lại tới là anh Lê Thanh Bình, rồi còn mấy người nữa vậy? không 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 à, đúng rồi rồi mới tới á, là tên cũng đặt tên á, là thằng đó là tên Hải á, là nó sanh 75, nó sanh 75, rồi cái đứa nữa em nữa là tên con gái tên Thủy á, là nó sanh 78, Bạn tám. nhỏ nó tuổi ngọ à, là giờ hiện giờ là ba ba người, một người chị với hai người đứa em mà là ở Việt Nam á, cũng ở đây nè, một đứa hai đứa nó ở gần đây nè. Giờ là giờ còn hai người con gái á, với lại một người con trai, đúng không? Hiện giờ là còn Đúng hai, rồi. rồi có bà chị gái lớn, có bà chị gái lớn với lại bà, người em gái nhỏ, người em gái út. Đúng rồi. Nè, thằng trai nó ở giữa đó, thằng trai đó là sanh 75 đó. 75 rồi, về đâu Là... với mẹ nuôi không biết Ừ. gì, có nhớ kỹ là anh Bình này sanh năm mấy không vậy? À, không có nhớ, nhưng mà cái lúc mà là sanh ra là tại vì vậy nè, là lúc đó là dì lớn rồi dì biết là năm 72 là Mỹ về nước đó, là dì còn giữ nó thì sanh nó là một là bảy bảy 71, chứ không bao giờ sanh 72, 70 hay 71 trong 2 năm đó, tại vì lúc đó là dì ẵm nó được mà nó còn biết đi, mà nó biết đi thì dì nghĩ là nó là sanh phẩy phẩy là 70 Còn à. về đây á, còn không biết có cái trùng hết khớp hết mà có không trùng cái chỗ này là không biết là Không, bây lớn giờ không có sao hết trơn á, hiện bây giờ là ở đây vẫn còn giấy khai sanh của nó, vẫn dạ. còn mình á, vẫn còn giấy khai sanh. Là hôm bữa đây á, là dì có nói với con nhỏ em, là con nhỏ cháu á, là con nhỏ em út á, là giấy tờ của mẹ mất á, là nó giữ hết, thì dì mới nói bữa nào rảnh là Lục đưa đưa đi cho dì, rồi dì đi kiếm Bình cho đó, nhưng mà nó nói là hôm bữa giờ tới đầu năm giờ là nó chưa có Lục, và cũng còn giấy khai sanh, thì mình nhớ mà có cái giấy khai sanh đó là ngày sanh tháng đẻ mình nhớ Còn mà mà. về đây á, cha mẹ nuôi khai lại á, là ảnh sinh năm 75, mà nói thật sự là mình cũng đâu có biết sinh năm mấy đâu, mình đâu có thông tin gì đâu đó. Sao 75 mình bảy năm 72 Mỹ về nước rồi mà nó là lai, làm sao 75 được. Tại vì á, là về đây làm khai sanh lại á, về đây là cha mẹ nuôi sinh, cũng như là cái năm sinh á, cái năm mà sinh về á, cái năm mà để sinh về nuôi á gì. Vậy là mẹ mẹ của mẹ nuôi bây giờ là ví dụ gửi cho cô như viện rồi xong là mẹ nuôi đi vô trỏng sinh về nuôi hả? Mẹ cha mẹ nuôi ở ở đây nè, lên lên cô nhi viện Gò Vấp xin về nuôi. Vậy hả? Dạ là biết rất thân ảnh là từ cô nhi viện Gò Vấp, với lại Đúng cái rồi. gốc ảnh là không phải gốc cha người Việt, không có người lai, không có lai Mỹ luôn đó, là cái gốc người Philippines, người Ivan Nho vậy, theo gì nói À, là cha đúng rồi, người Y Pha Nho ảnh là à, cái ảnh khác khác hơn người ta, ảnh có cặp à mắt khác hơn người ta, đẹp hơn. đúng rồi, tại vì cái lúc mà mới đây nè, mấy năm trước á, là cũng nói hoài bà chị, bà cũng nói hoài, bà nói đó nó bị đen, nó da ngăm đen, nhưng mà nó là người Y Pha Nho đó, là bà chị bà có nói với gì như vậy thì dì mới biết, chứ bà không nói là sao biết, chứ nó nhỏ gì biết, là nhỏ gì ẵm đi gửi cho người ta giữ, sáng ẵm đi chiều ẵm về
cái Vậy giải phóng là cho thì cái gì, gì khóc quá trời gì đâu có chịu cho đâu, dạ lớn dạ hiện lớn bây giờ là rồi chị đang ở đâu? Dạ là hiện bây giờ là gì chị ra đang ở hả? Thủ đâu? Đức. Dạ Thủ Dạ Đức là vậy là mấy người cháu kêu gì bằng gì cũng ở gần đó luôn hả? đúng rồi đúng rồi, vì chưa cho chưa có nói cho tụi nó biết. Dạ hồi hồi sáng này Ừ. con có nói với ảnh thì ảnh nói Đúng chủ yếu là cha thì chắc không tìm được rồi, cha thì chắc không chứ tìm được rồi. Dạ được à, được mà cái đó đâu có gì đâu. Nhưng mà cha bây giờ ý người y pha nho á, cái người y y pha nho đó là cái người đó là người Mỹ hay là dạ người nước nào, ý gì muốn gì gì không có rành mấy dạ khoan dạ con cũng không có biết, con nghĩ cha thì vô phương rồi, nếu mà mẹ còn sống thì chắc cũng có thể tìm được đó, mà họ nói là từ hồi nào giờ sao mà không, hồi nào giờ không có cái thông tin gì hết á, rồi cũng không có biết tìm đâu luôn. Hồi sáng này có nói với ảnh là vậy đó, ảnh cũng nói ừ đúng với y chang, mà chủ yếu là tìm mẹ, mà bây giờ mẹ không còn thì cũng như không. Thì sao đâu có sao đâu, thì mẹ mất rồi lúc nó lúc nào chạy xe nghỉ đi rồi đi lên đây thắp nhang cho mẹ, Dạ đó chứ là đâu có gì đâu, bây mình giờ đâu biết nguồn là gốc mẹ mình chứ. thì chủ yếu cũng như là nào giờ buồn á là muốn kiếm mẹ, tìm mẹ chủ yếu là để tìm mẹ như vậy đó. Là hiện bây giờ là mẹ là ai thờ gì? Nhỏ em Út có thờ á, với thằng em trai nó cũng thờ, thì bây giờ là mấy đứa đó là giờ là nó thờ riêng hết trơn luôn. Nhưng mà giờ, bà mẹ là hồi bà chị đó đó là bà sống với con nhỏ em Út. Dạ À. thì con thấy á, vợ mà thử ADN á, từ từ mẹ á, thì nó cũng dễ, cùng mẹ á, thì nó cũng dễ. Không, ở trong giấy khai sinh đó đó là nó sẽ ghi tên của mẹ là mẹ ruột của ông Bình này nè, thí dụ đúng là tên Lê Thị Thanh, tại giờ giấy tờ của bà chị vẫn còn mà Dạ. vẫn Mà còn mà à, để chiều nay hơn chút nữa chị là dì điện lại con nhỏ em Út, là dì kêu nó đó là lục lại cái giấy khai sinh của tên Bình. À trời ơi, về hồi nào giờ là cứ nghĩ nó ở nước ngoài á, tại vì đưa vô vô đó rồi bắt đầu là ở trong bưu viện cái năm đó là đưa đi nước ngoài hết trơn á, chứ đâu có nghĩ ở Việt Nam, chứ biết ở Việt Nam là từ hôm nào hôm nay lên là tìm nó được từ lâu rồi. còn ảnh thì ảnh nói không 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 có biết đi đâu ở đâu đâu tìm đó. Giờ họ tại vì cũng con cũng coi chương trình có tính diễn này, chương trình nào mới con cũng theo dõi, con coi là mẹ có lên mẹ tìm ảnh ảnh không, nhưng mà con cũng không có thấy, còn không biết đâu mà tìm. Thương 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 mẹ vậy nè, bà chị nè, bà không có biết chữ, không phải là không biết chữ, vẫn vẫn đọc từ từ, nhưng mà con cái á, là hai đứa kia đó, họ đó đi kinh tế á, rồi tụi nó đâu có biết chữ đâu, bởi vì tụi nó đâu có nó đâu có chỉ dẫn cho mẹ đâu, cho chị bà chị của chị đâu, bởi vì vậy tội nghiệp bà, là bà không biết bây giờ bà đường đi nước bước rồi sao, bà đâu có rành, thì ví dụ như bà nhờ chị rồi chị mới nói nhờ, mà bây giờ là phải biết như thế nào mới nhờ, chứ đâu phải tự nhiên lên khơi khơi mà hôm qua hôm kia rồi nè, rồi chị mới lên cô gì mới lên gì mới nói chuyện bà chị của chị đó, rồi sẵn đấy rồi chị mới nói luôn là tên của thằng con của bà chị, rồi bắt đầu là chắc 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 con nghe phải không. Dạ thì con cũng mới coi chương trình này hồi lúc mà bà cách 7 giờ trực tiếp, sau 7 giờ đồng hồ là con có coi lại, hồi hôm này 11 giờ đêm con còn coi lại, là con có nhắn tin cho anh Tuấn Dĩ, con nói mà sao giống với hoàn cảnh bên đây quá đó, thì À nói chung là nói cũng giống 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 hết vậy luôn á, con thấy cũng giống là hết mấy mươi phần trăm rồi, con mới cứ nhắn coi coi phải không, đừng cho ảnh rồi là vậy hồi là quê đó mẹ con nó đâu. mẹ bà còn sống á, bà cứ đòi đi tệ, bà đòi đi lên đó tìm đó đó, rồi là lúc đó đó là gì cũng có một ông anh, ông ở bên Mỹ, là ông ở bên tiểu bang cái bị Texas á, là Dạ. nhờ để tìm, mà ông anh ông đâu có ở bển, ông đâu có biết, ông nói đâu có biết ở bển đâu mà tìm. Dạ. À, rồi riết luôn, để luôn tới bây giờ luôn là bao nhiêu năm rồi, Năm chứ đâu rồi biết đó là là ở Việt cái Nam đâu. năm rồi là có nhờ cái nhóm mà thử máu tình nguyện á, đừng mà tìm người thân ở nước ngoài á. Nói chung là thử máu tại vì thấy ảnh cũng lạ Tìm tìm hơn người tìm ta cái gốc à, á. tìm cha đó, đúng Dạ tìm rồi. cha thì ở bên bển bạn cũng như là cái không có đặt, nói là không có đúng thử máu không có like á, thế rồi thôi cái bỏ qua vậy cũng đâu có biết tìm đâu nữa giờ, thành ra phải chịu thôi.
chương trình của Tuấn Chỉ, cái chương trình nào mới thì con cũng theo dõi, con coi coi có mẹ có lên mẹ tìm không đó, tại vì giờ cũng có thông tin rồi vậy đó, cũng có truyền thông Chờ rồi. mấy cái lúc 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 bệnh á, cứ đòi nhắc là đòi tìm mà tìm bằng bình bình không à, lúc mà bệnh gần chết á. À nhưng mà cái lúc nó chết rồi, gặp ngay cái mùa Covid đó, đâu có ai tới lưu được đâu, là bệnh tim, bệnh nền, bệnh tim rồi bệnh đủ thứ, rồi sẵn cái Covid đó rồi nó giật luôn. Dạ, lúc mẹ mất cũng ở nhà hả gì? À, nhưng mà không có chị em ai tới được, tại vì Covid nó chặn đường, nó đâu có cho tới đâu. Dạ, lúc đó là lúc cao điểm mà. Thôi Vậy tôi tội nghiệp bà, tội nghiệp bà chị vậy, bà mất mà chị em không ai tới được đó. vậy vậy mà ảnh hồi sáng này là ảnh mới đi ra ngoài Hà Nội và mới mới ra để ảnh về đi, rồi con ảnh cũng ở Sài Gòn cũng ở gần á, rồi rồi có gì gì cho con cái địa chỉ vậy đó À thì cái ngày để nào nghỉ á, nghỉ á dạ ở đây chợ, ở chợ đầu mối ở đây nó gần nè, có cái gì dạ gì mua trái cây cho, rồi gì nói với con nhỏ cháu á, nó dẫn nó vô gửi hài cốt ở trong chùa gần ở đây luôn, chùa gần ở đây luôn, rồi vô dạ thắp nhang cho mẹ. dạ Để cho mẹ an tâm. Giờ như là dạ giờ con về tới rồi, con không biết mẹ rồi, bây giờ con biết con thắp nhang rồi, ý như mình cầu xin cho mẹ độ cho mình mạnh giỏi vậy đi. Giờ dạ trước thì không biết, bây giờ mình biết rồi chứ còn đâu bà có ai mà muốn vậy đâu. dạ rồi còn bà chị lớn là ở đâu gì? Có lúc thì cũng mướn nhà ở đây, có lúc thì đi về ở bên 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 kia là ở múc cái gì á, vì chưa gì không có liên lạc. Cái đó để mình xin số điện thoại, có cái gì là gì qua Zalo rồi gì nói chuyện với con sau. Cái đó Dạ chuyện trong gia đình mình nói sao. dạ dạ Chỉ có là tội nghiệp hai đứa sau này là cả thằng trai đó với nhỏ em Út á, chứ dạ còn nhà chị đó là nó khỏe rồi, nó khá giả hơn hai đứa này. dạ cũng như là gì đó cũng lớn, cái chị đó cũng lớn rồi phải không, bà sinh năm 66 hả, 67 tuổi mùi á, vậy là tại cũng lớn chị đầu đầu tiên. rồi. Dạ Con Bình đây nè, nó là khoảng cỡ 70 71 á, để kêu con gì nó lục giấy khai sanh đi, tại vì mà hồi lúc trước bà chị bà có nói là giấy tờ của chị còn giữ của Bình, mà hồi đó có đưa đưa một tờ cho ông anh, ổng đi qua bên Mỹ ổng để ông tìm á, mà ổng không tìm được, nhưng mà chị vẫn còn giữ giấy khai sanh nữa. vậy là mẹ tất cả ở bên đây còn lại ba người con, chứ thí dụ là anh Bình nó đi rồi rồi còn ở còn nữa không gì, Còn đứa Mỹ Chánh ở bên Mỹ nữa đó, cho cái chú Hải, Kim Hải đó, ở gần nhà 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 của dì là đó, là ở phường phường Linh Tây, cũng là thuộc về quận Thủ Đức, phường Linh Tây, vậy rồi là lúc là mẹ phường còn Linh sống Tây. là chưa có kiếm được anh Hải đó hả, nghe con cái anh kia hả. Anh đó thì gì không có nhớ tên, nhưng mà cho hai vợ chồng đó tên là chú Hải, thím Hải, Dạ. cho là cho hồi nhỏ đó, cho là giữ nuôi, rồi cái hai người đó mến tay mến chân là hai người đó nuôi luôn, rồi sau này rồi giống như là dạng như con lai đồ bảo lãnh hai ông bà mẹ nuôi ba nuôi đi luôn, Vậy là làm ý à, như cái gì chỗ đó lên đây thì sao nào nó cũng cái chừng là tìm được. dạ là cũng như là chưa có, lúc đó anh đó cũng chưa có gặp mẹ luôn phải không, cái người đó cũng chưa có gặp mẹ luôn. Chỉ có luôn ở đây sẵn đây là gì lên nói cộng đồng mạng trên này luôn, là gì bà chị đó bà còn có đứa một đứa con của Nhật nữa, Dạ. là tuổi Dần, là năm nay là nó 74 đó, là vậy. Hồi xưa đó là hai vợ chồng cái cô đó là cổ người người Việt Nam, cổ mới lấy chồng Nhật mà cổ lại không có con, mới Dạ. nhà bà chị của cô là bà mẹ của Bình nè, là bà chị đó là cái dạng như kêu bằng sanh thuê sanh mướn gì đó, rồi Dạ. sanh ra rồi mới cho bà chị của gì là nhiêu tiền đó. Là nhưng mà sau này nghe nói là nó có về Việt Nam, nó kiếm mẹ ruột nó mà tìm không ra, là có bà con ở ngoài Vũng Tàu, mà cái vợ bà con ở ngoài công nhận không không cho để tìm tìm bà chị của chị. Dạ, không cho nhìn, không cho. À, không cho nhìn, sợ nhìn được rồi mình giống như là lại cho này nọ đó. Dạ. Nhưng mà cái đứa đó nó có về, nó tuổi Dần, nó có về Việt Nam, là cái cô đó là cô Nguyệt, cô đó là cổ người Việt, cổ lấy chồng Nhật, cổ tên cô Nguyệt, rồi Dạ. đặt hồi nhỏ nó tên là cái đứa đó là Mio Miko gì đó. Đây này là lên đây ví dụ mà con có coi này là con là tìm mẹ con nha.
Đây, bà chị là bà còn có đứa Nhật đó, là sau này là tại vì là cái cô đó là cũng quen thân với mẹ là bà ngoại á, và mới nói giờ lấy ông này mà không có con á thì sợ là sau này bà đâu có đi được đi Nhật, bà không có được rồi sao mới nhờ lấy những cái dòng máu á của cái ông, giờ cái ông người Nhật này nè, đẻ ra rồi cổ mới nuôi luôn, cổ nuôi rồi, nhưng mà nghe nó cái người Nhật đó là chết rồi và còn người mẹ, vậy mà cũng có nói là để cho tìm mẹ mà không có cho, không có cho, đây là sẵn đây giờ chị làm gì lên đây gì nói mà con có biết được thì con kiếm mẹ con về thắp nhang cho mẹ con, mẹ con mất rồi. Lúc đó mẹ cũng chưa có Số đáng lý là bà chị bà sướng lắm á, mà rốt cuộc ra là bà khổ á, con tàn nước ngoài không mà không có để đứa nào nuôi á, rồi giờ cuối cùng cụ ơi gì mà mất rồi, bà khổ ở đó, để mình kể sau đi. Thì giờ thôi mình nói cũng nãy giờ nhiều rồi, có cái gì con cho chồng con bữa nào nghỉ không có chạy xe đó lên đây rồi rồi đi lên thắp nhang cho mẹ để biết nguồn gốc gì đồ này nọ. Dạ, chào chào hai chị. Thì qua câu chuyện á, thì trước mắt thấy trùng thông tin như vậy thì em cũng chúc mừng cho gia đình. Hy vọng rằng là trong quá trình xét nghiệm ADN thì đúng là dì cháu. Thì bên anh Bình cũng kiếm được nguồn cội, và ngược lại á, bên dì thì cũng coi như là đã lên tiếng như vậy, thì cũng cảm thấy nhẹ lòng khi mà đã tìm được lại cháu thất lạc như vậy đó. Rồi Dạ, à. ngoài ngoài ra nữa đó, thì khi nghe qua câu chuyện thì cũng hy vọng rằng là cái người con lai trắng đó mà cho gia đình của chú Hải đó, thì hy vọng cũng nếu đủ duyên thì nghe được câu chuyện này thì tiếp tục lên tiếng. Đúng rồi, đúng rồi em. Dạ, thì cũng may mắn được cái là bây giờ những người mà thất lạc gia đình này kia thì cũng đang có một cái địa chỉ để mà theo dõi, là trong kênh của Tuấn Vị đấy nè, là cũng nhiều người gia đình là nhận được nhau trên kênh. Nên Tuấn Vị cũng hy vọng rằng đó là câu chuyện của gia đình mình cũng đủ duyên để cho các anh nghe được, để mà lên nhận diện ra gia đình. Dì cho con hỏi thăm hiện giờ là dì sống với ai? Dì sống với thằng con trai của dì, ông xã dì mất nay mười mấy năm rồi, À, dì cũng có một thằng con trai hả? đứa gái thì có gia đình, còn thằng trai thì nó chưa có vợ, Dạ là ở thì dì gì? đang ở đây là mướn nhà trọ ở Thủ Đức này nè, tại mấy năm rồi làm ăn cũng thất bại rồi giờ mướn nhà ở đây. Rồi vậy Dạ chào bây giờ đó con dì. con Tuấn Vị xin lỗi, là bây giờ Tuấn Vị có hẹn khách đó, thì hai dì cháu có thể cứ trò chuyện trên nhóm này hoặc là Ừ. kết nối Zalo với nhau đó, rồi trò chuyện với Thôi nhau để qua cái Zalo riêng. kết nối Zalo đi em nha, dạ kết nối dạ Zalo đi rồi có gì là em có em chỉ biết mà biết đứng vĩ là nhiều công việc lắm. dạ dạ Rồi rồi à, vậy chúng ta chào tạm biệt nhau ha, tạm thời vậy đi ha. chị đúng là trước rồi chị chào coi trước rồi chào cộng đồng mạng nha, cộng đồng Dạ co mạng con thì có cái gì mà sơ sót là bỏ qua. dạ dạ không có gì, dạ rồi chào hai Bye chị, bye, dạ bye chào bye, em. dạ. Dạ, con nhớ nói Tấn Vĩ cho số rồi hai chị em hai dì cháu rồi qua Zalo nha. Dạ, Tấn dạ, Vĩ. Dạ dạ. con Rồi, vào Zalo trong mà. nhóm này cũng được này, vào trong nhóm này lấy Zalo của Ủa nhau vậy này. hả? Dạ, dạ, Dạ dạ. chị không biết, chị đâu có biết Dạ. vô nhóm. Dạ Rồi, con để chào chị Hạnh làm chứ. Để hôm chị Hạnh làm chứ. Dạ. nay dạ hôm nay có con các bạn Zalo với gì? Rồi, bye bye. Rồi chào cô Tấn Vĩ nha, Dạ, chúc Tấn dạ. Vĩ nhiều sức khỏe nha, chúc Dạ, Tấn dạ. Vĩ nha. Dạ, bye bye.